Đây, đừng đụng vô anh Tư. Nhìn Tư. Có gì đâu. Nè. Cái chàng đó đó. Đi 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 ra đi ra đi ra. Tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Mến chào quý bà con cô bác cũng như là quý vị khán giả thân mến đã quay trở lại với kênh của nhóm anh em tụi em. Thưa quý vị khán giả, như quý vị khán giả đã biết là lúc này đây thì mấy anh em có một cái chuyến hành trình cùng anh Tuấn đi ra Cam Ranh. Một cái chuyến hành trình tìm về nhà của chú anh Tuấn, gặp người thân, bạn bè, cũng như là biết đâu đó nếu hên có thể là kiếm được nhà của là con gái anh Tuấn. Và trên cái quá trình đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra cái khu vực này, ở đây là Ninh Thuận cả nhà, thì anh Tuấn có chia sẻ là hồi xưa có một cái thời gian ảnh cũng đi gia trai ở cái khu vực này, và ở trong một cái ngôi nhà hoang, và tận mắt anh Tuấn chứng kiến và thấy con ma người chăm. Con ma người chăm như thưa cả nhà. Ghê ghê. Thôi, nổi da gà hay gì còn rút rút tay kìa cả nhà. Nổi da gà. Được rồi, chúng ta cần phải hỏi anh Tuấn như thế nào. Anh Tuấn xét cho đây kìa, anh Tuấn. Anh trình bày cho quý vị khán giả nghe coi có thực sự là em nói đúng về con. Đúng rồi. Là anh có thấy con ma người chăm luôn. Hai anh em là ông kêu bỏ chạy luôn á. Ôi. Ghê vậy trời. Mà em thấy có cái nhà đó là ở giữa là có cái giếng trong nhà luôn. Được rồi vậy sau đây có cái sồi mà. Sau đây mình sẽ là di chuyển qua bên đó hay anh Tuấn? Giờ anh còn nhớ cái ngôi nhà đó không? Còn nhớ mà qua quốc là giờ mình đi lại đúng không? Được rồi mình sẽ lại cái ngôi nhà đó, và lúc này anh em tụi em sẽ cập nhật cho quý vị khán giả về cái con ma người chăm à? Con ma người chăm mà nói đến mà sao mà giờ nó chùm chùm tối rồi mà anh ngại đấy. Từ rồi. Còn thưa quý vị khán giả thì trên cái chuyến hành trình cùng với anh Tuấn thì từ khi mà anh Tuấn rời bỏ khu đất Cam Ranh thì anh ở rất nhiều nơi, và cái nơi này là cái nơi mà coi như anh Tuấn kể là quá là rùng rợn quý vị. Cái ngôi nhà đó nằm ở phía bên kia đúng không anh Tuấn? Đúng rồi. Phía xa xa bên đó đó cả nhà. Và bữa nay có tại bữa nay có gặm gạp vô trước nó, anh thấy là dọn trống lắm. Còn ở đây là cái gì anh Tuấn? Đây là cái lò gạch hồi xưa. Ồ, cái lò gạch ha. Mà như kiểu là cái lò gạch này cổ từ thời nào ấy đúng không? Đúng rồi, lâu lắm rồi. Có nghe những cái câu chuyện ma bên trong những cái lò gạch cổ quan không? Có chứ. Bên trong lò gạch nhiều ma lắm á. Trong lò gạch nè, rồi trong nhà hoang nè, trong trường học nè. Đúng rồi. Trong bệnh viện nè. Là nói chung là về nói về cái tâm linh là những cái chỗ đó là cái chỗ mà coi như đáng quý nhất, rùng rợn nhất. Còn phía bên kia là cái gì anh Tuấn? Cái đó cái miếu bự lắm. Hồi trước là nó không có làm hàng rào. Đó. Dạ. Là anh đi lụm dây chai lên tới chợ Lầu đi bán nhiều dây chai bên đường đó. Đó có nhiều dây chai nữa. Vậy là cái khu vực này là anh có rất quen thuộc. Đúng rồi. Cái khu vực này. Đúng rồi. Rồi trưa anh về đó nấu món ăn. Mà đó tối ngủ là không được. Ai sao vậy anh? Nó đuổi. Đó đó. Đừng có chỉ miệng. Ớn vậy trời. Qua ngày nấu ăn sao cũng được, chứ mà tối là anh nằm trên mái hiên á. Anh nằm mái hiên nè. Bên hông hả, nửa đêm cái sống tiết ra được ra ngoài đường nằm. Rồi vậy rồi. Tôi quăng đi qua đi. Là tự mình chứng kiến luôn á. Trời. Vậy cái khu vực xung quanh đây gì nhiều điểm tâm linh chứ à? Còn trên cái nhà quan đó là
anh với cũng một anh kết nghĩa đợi đi chia chay nè. Cũng hai anh em cũng nhậu xong cái nửa đêm cái bằng đồ trắng bằng đồ trắng có cái máy nữa, có cái gì, cái khăn cũng màu trắng nguyên bộ đồ trắng luôn mặc đồ trắng, đúng rồi, rồi có cái khăn đóng màu trắng, đúng rồi, rồi sao nữa anh? Rồi anh đang ngủ nè, khẩu nằm trên cái võng á, nó lắc lư cái lư nè, còn cái ông rồi mùi lộn á, nó quăng ông mùi lộn mà hả, ra ông bỏ xe bỏ chạy luôn. Mà trên cái sồi á có cái sồi bự nữa thôi à. Rồi ở đó, trong đó là có cái giếng, nói mà coi như sao kể lại mà da gà da đùi kia vậy anh Tấn, coi nè cả nhà, da gà anh Tấn nè cả nhà, bị này anh đưa tay cho khán giả đó không vậy, chứ mà da gà trên lông đùi lên vậy chứ anh cũng lì lắm, nhưng mà bây giờ không có chỗ ở thì bắt buộc ở đó thôi. Là từ nào giờ anh đã thấy cái sự việc tâm linh tương tự chưa, thấy ma tương tự chưa? Cái đó thấy y như mình nhà nào nó đuổi y như vậy luôn nè. Còn bên Long Thành vậy, anh ngủ cái đó là cái chỗ cái lò gạch mà vừa đi anh chị em đó, anh cũng gặp ma ngồi. Thôi ghê vậy. Ừ. Được rồi, vậy chúng ta ngồi kiểu này nè, bạn áo mà ngồi kiểu này nè, bà nói thiệt luôn vậy á. Ghê trời. Rồi anh đâu sáng anh mua cái cây đồ anh thắp, rồi có anh cũng ngủ rồi á, không biết sao nó cháy nguyên, luôn công an tới chửi lửa luôn, mà chỗ anh ngủ không bị gì hết. Đó là ở Long Thành hả? Ở Long Thành á. Được rồi, mình sẽ có một cái chuyến đi tới Long Thành vào cái buổi sau đi. Còn ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở cái khu vực này. Đúng rồi. Thì nhân dịp đây thì anh có thể là dẫn tụi em tới cái khu vực cái căn nhà hoang ngày xưa anh ở mà anh trước là nó còn tôn còn đồ, mà hôm nay nó gỡ hết rồi. Đi. mà sao anh thấy sao rồi nó? Thưa quý vị khán giả, lúc này đây là vào buổi chiều. Và khi mà nói tới những cái câu chuyện tâm linh mà vào cái giấc này á, thì nó tương đối là ma mị bởi những cái hình ảnh đó cả nhà. Ôi gì vậy? Cái này cái gì anh Tuấn? Cái gì? Cái này nè. Cái này hả? Ba cái con con cái vỏ sò nó lấy đó. Vỏ hến thì phải. Sò. Chắc là người ta lấy người ta bán rồi đó. Đâu cái này nó ấy rồi, nó làm xuống nhiều quá, nó làm một cái tường nè. Là cái này hả? Ừ. Vỏ sò, vỏ đồ rồi với gam người con răng là bác cái san hô đồ đó. Làm cái gì? Thì nó vô bao nó làm bộ, làm một chiếc nhà nè. Làm ba dôi á hả? Đúng rồi. Xây ra. Vậy vì em thấy là sao mà dưới cái gốc cây đường về mà có nhiều cái vỏ sò vỏ hến như thế này cũng khá là thắc mắc. Dài dài kêu nhiều lắm, dài ra tới chợ lầu luôn. Đi. Mình tranh thủ vô trong đi để là tối. Vâng thưa quý vị khán giả, lúc này khoảng là 6 giờ 15 phút rồi thưa cả nhà. Đi là cho hai cái thời điểm tối và sáng này. Ôi, eo ơi. Nè, cả nhà nhìn nè, anh em nhìn nè. Ồ, phía bên trong đó là nơi anh Tấn nói đúng không anh Tấn? Đúng rồi. Đúng không? Ở đó có một cây me. Đó. Cái cây sồi ở đây nó cưa rồi. Còn cái cây này cái gì mà đen thui vậy trời? Cây đó anh cũng biết tên mà láng con à. Láng con đó. Rồi. Ồ, quý vị khán giả thấy là thấy ớn ốc chưa? Sao mình như vừa là trong nó có dơi giết trong nó đầy vậy ta? Tại vừa màu nhà quan á rồi kim rồi con cắn gít rồi tùm lum. Anh ở cái căn nhà này lâu chưa anh Tấn? Mấy năm về trước anh ở đây mà. À. Rồi đi ra Cam Ranh rồi đi ra đi vô xuống Quan Thiết rồi đi
giác bao lung tung lăng tan đi bộ vậy đó. Người đụng đâu ở đó vậy á? Đâu ở đó vậy? Anh ở cái thời gian trong cái ngôi nhà này lâu không? Lâu à. Mà anh ở đây là ngày nào cũng lùa hay là cũng như thế nào anh Thức? Kiểu là ngày nào cũng hù dọa mình à? Hay sao? Đúng rồi. Nhưng mà ở mới đầu vô ấy vậy mà cái biết sao nó cũng mấy mình thắp nhang bắt đầu cái cũng để yên cho mình ở vậy đó. À là người vậy là coi như kiểu là mình thắp nhang đồ là mới đầu được anh vô anh bắt được cơm ăn là ăn mua nửa lít rượu uống mà hả ngủ không nổi không được mấy ổng á nói da gà ngủ không được mấy ổng á nói vậy em không dám vô anh ơi không dám vô luôn da gà mà anh hỏi vậy da gà mình đuổi nữa trời ơi. Ủa tính ra vậy anh sợ ma dữ lên tức hả? Có sợ, sợ anh cũng sợ. Nhưng mà nói tới là mình cũng ám ảnh đó. Ảnh. Rồi bây giờ anh dám vô trong không? Dạ nó mới đâu. Vô ha. Ừ. Vô ha. Đi. Còn bên cái bên đó có hai con cá bự luôn. Anh quay cái này ghê lắm mấy đứa. Ba. Có Đây. Ma không đây nè. À mấy anh là YouTube. Tên anh là gì để vậy mình thấy đi. Anh là Nhật Nam TV. Nhật Nam TV. Đứng trong miệng nha. Mấy em là đây mấy đứa em là hay gặp hay gặp ở đâu? Thiệt chị luôn à? Đó đó, chỗ mấy đống củi cây lâu á. Em đi học về gặp hả? Dạ, đi chơi em á. Ngay đống củi gần đó hả? Dạ đúng rồi, ở đâu? Ngay đống củi đó nhỏ nhỏ hả? Đó, đó tụi em hay gặp đó mọi người à. Thấy á, gặp hoài bà ngồi nói cô không? Cái bà hả? Cái bà cô hả? Chừng xe à. Ok anh cảm ơn nha. À, tụi anh vô đây để tối. Tối không dám vô. Cầm xe vô đi chơi mấy đứa. Dắt xe vô đây chơi nè. Dắt xe cho chơi. Đứa đẹp nó vui lâu vậy. Giờ nó vô ma lên là đó. Đó. Người đâu không ma. Đó. Đó. Ma con dám xuống đi từ đâu không ma hết luôn. Đi vô. Ừ, ơi. Tôi chừng ba cỏ xước đó nha. Đó cây gì đó mà lắng con à. Ôi ơi. Đó trước nó có ăn rào rồi nó có mấy giờ nó dở hết trơn hả? Hồi xưa ở là có hàng rào nữa. Nói chung là còn nóc còn đồ còn tôn đồ. Rồi dạ. Nay dở hết trơn. Như rồi. Đây là anh có cái võng. Ừ. Được rồi mình đi vô. Còn cái cây xoài là nó nằm phía sau hả? Cây xoài cưa rồi. Cây xoài đúng đây tiêu rồi. Cây xoài đây dắt nè. Đây cây xoài đây đúng không anh? Cây xoài đây đúng không? Đúng rồi. Còn gốc cưa. Còn gốc à? Đó. Giờ đây, là coi như là chập tối rồi quý vị. Đó, đâu đấy em đó. Rồi đó là Ôi. Đó trước anh ở đây nè. Cái gì đó. Mà xanh xanh trên đây nè? Có. Có khi con rắn nè nè đâu nó xanh không? Không phải nó xanh ánh lên á ở trong cái bóng cây nè kìa mấy đứa chạy hết rồi kìa ơi thấy gì chạy ơi chạy hết rồi trong cái cây á trong cái cây nè ôi ở đây rắn nhiều lắm á rắn hả? Ừ không phải đây nó, rắn nhiều lắm á nó ánh lên nó ánh lên một cái bóng màu xanh xanh trên cái cây này nè. Ôi ôi em thấy trên cái cây này nè cả nhà nó ánh lên một cái đen đen xanh xanh đó trước là ở đây nó có hàng rào còn cái bồn nước kia kìa
Mà sao, sao nhìn cái cây này ghê quá vậy ta? Cây lăng cón à? Hả? Nó lăng cón à? Không, không phải là một mình láng không mà em nhìn thẳng lên cái ngọn cây á, nhìn thấy không? Ừ. Đó. Đó. Ngay cái ngọn cây đó em thấy không? Mới nãy em thấy cái bóng ở đây gặp đó. Hoài à? Hả? Cậu còn 7-8 giờ là giờ. Mới nãy mấy anh cu cũng nói á. À. Ôi ơi. Trời gì ở ngốc vậy trời. Ở đây là bị hoài, gặp hoài. Vậy hả? Vậy sao dám vô trong? Đi đi mình có vô. Sao đâu? Vô coi sao. Anh vô trước đi. Anh không nghe em đi trước đi. Thì em đi trước đi. Ôi ôi. Cây này là cây gì ta? Không biết. Mà sao mà nhìn nó kiểu là cổ thụ mà nó rụng. Ở đây đó. Là cái ông chủ đất này là ông ở dưới ngã ba dưới kia kìa. À ngã ba chỗ cây xăng á. Dạ. Vô là ông già của chết đây, còn con kể lại là cha của thằng chủ đất này. Ôi còn y tủ kìa, đi mình đi sâu vô trong mình coi đồ đạc coi còn cái gì không. Rồi đó. Mình gọi lấy hết trơn hay sao vậy? Coi chừng cẩn thận nha anh em, những cái nơi này lâu ngày không có người ra vô á. Đúng rồi. Ôi bắt nhang. Ôi đi rung chân luôn á. Có bùa không? Bùa luôn á. Em nghĩ đây có này người chăm á. Khu vực này người chăm nhiều lắm. Người chăm nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Khu vực này của người chăm. Đất mà. Người chăm. Ninh Thuận mà. Đúng rồi. Hình như là người chăm họ có ngải, có bùa, và có. Cái đó anh không biết. Cái đó mình cũng không biết nhưng mà nghe đồn rồi có. Ủa nhưng mà sao nó không, người chăm đây là rắn không ăn nè, chó không ăn, mèo không ăn, chó rồi như thịt heo không ăn. Cái gì trong kia đây trời. Hết hồn. Trời ơi đống nệm. Ôi trời quấn vòng tròn. Anh đứng né ra cho khán giả coi. Trời ơi từ ngoài mới nãy thấy gì nè thấy gì nè, cái thấy một cuộn một vòng hết hồn không, để em vô trong coi có gì. Ở đây mùa mưa ha, là anh biết mùa cạp đen không? Biết. Nhiều lắm. Ờ. Chắc là cái chỗ này là cái chỗ mà cuốn sổ con có ghi chép quá. Ở dưới. Ơi đừng có gạch cái ba lô. Ai gạch đâu? Ai gạch ba lô vậy? Ai gạch? Vậy? Dùng cái cửa này nhỏ quá thì ai? Anh gạch ba lô em gì anh Tân? Có. Gì vậy? Thì không. Anh đâu gạch đâu? Ngươi mới gạch ba lô chi? Anh Tân thì nếu mà sao anh mới rào, anh cãi chuyện mới rửa cái quyền sổ đó, cái ma mà em muốn tin ha, muốn tin tối là mà ở đây lại trận đêm chứ. Ở lại đêm hả? Ở lại đêm luôn. Cái cửa sổ nó, cái cửa nó hơi nhỏ cho nên là anh Trung với anh Nam đứng ở trong, em ở ngoài em quay vô. Cái gì đó những thứ gì đó. Ủa mấy nãy có hai gạch ba lô anh không mà? Không. Ê. Em không có để ý luôn. Nè nhìn kỹ à? Sao kỳ vậy? Không thấy hình một cô gái không? Đúng rồi, mà sao nè. Chữ còn mới nhưng mà hình nó mờ vậy? Hình một cô gái nè. Là phần gái. Em mang nhiều kỷ niệm. Ở bên này nè. Quên rồi em chẳng nghĩ đến ai. Thì ở dưới à. Tiếp. Ở dưới cây kỳ. Không nha. Đấy, một ký. Mà sao mà cái hình kỳ vậy ta? Ấy, hình nhỏ nhiều hình ha. Ủa cái hình này sao nó bị gì lại vậy ta? Hả? Mình chưa thấy hình này giờ đó. Cái gì kỳ vậy? Trời ơi. Ôi, ôi, có cái ngày kìa, ngày tháng luôn kìa. Ôi, có một cái bí mật gì trong đây được. Ai, có một tấm hình nè. Nè, ôi. Cái gì vậy? Hả? Bùa.
Bùa hả? Bùa. Được không? Ừ. Bùa. Coi là bùa vua. Ê! Ê! Cái tấm hình. Ừ. Hả? Cái tấm hình thẻ. Không. Ôi trời. Anh làm hết không? Đây, đừng dùng cho anh Tân. Diễn Tân. Có gì đâu. Nè. Cái trang đó đó. Cái tấm hình thẻ. Đây đây đây. Đừng 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 đừng. Cắt 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 cắt. Bỏ bỏ vô. Bỏ trả lời chủ cũ anh Tân ơi. Đang còn một cái gì ở trong đó nữa chứ mà một tấm hình không đâu anh Tân à. Còn nhiều lắm. Còn một cái tờ giấy nữa, cái tờ không phải, cái tờ giấy ở đó đó, ngay trang đó đó anh Tân. Đó là người ta dán này á. Đó đó, đúng rồi. Giấy. Ok. Còn gì á? Cái gì vậy? Không biết. Có báo đâu rồi, biết gì không? Báo gì đó mà. Hả? Mà sao mà con như đi 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 ra đi ra đi ra. Tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Sao tự nhiên nó vô đó? Tin chưa? Ghê quá, ghê quá. Giờ là tối rồi. Chạy máu à, chạy máu anh à, anh hả, anh có bị cái gì không? Còn sức nhiều lắm á, tin chưa? Rồi rồi rồi, lúc là anh thấy cái người đàn ông mặc áo trắng ở đâu? Như này nè, ngay gốc cây đó đó. Sao cái nhà gì ghê ta. Giờ em rung luôn. Cái địa thế chỗ này nó ngộ lắm nha. Kìa, ở phía bên kia là miếu nè cả nhà. Đối diện là cái miếu. Còn dưới này là cái mã như này nè. Đối diện là cái ở đâu? Cái miếu luôn cái đi. Ở đâu có cái mã? Dưới đó đó, có cái mã mở đất dưới đó. Đừng chú nó đi làm gì. Lúc này mấy đứa nhỏ là nó bảo là coi như tối lại nó đi học rồi là coi như hù nó cái khúc kia kìa. Cái khúc cây gần đây nè, để đi lại cho thắng nhà. Ngay nơi chỗ cái quỷ kìa. Còn nữa. Đường này gặp hoài à. Còn nữa, thôi, bây giờ vậy đi. Một xíu nữa mình lợi bên kia, bây giờ mình lợi cái hồ nước đi. Anh Tấn, hồ nước có cái gì không anh Tấn? Thì cái nước mưa rồi quá, người ta xài đó. Bây giờ không biết còn hay không. Ồ, có cái mộ đất nữa hả? Mộ đất kia đó đó. Ừ ngốc vậy trời. Nó tròn ve. Bây giờ ui mình không có đem nhang cộ mới khó lòng nè. Thôi đừng lai mộ. Cẩn thận nha. Đêm hôm á anh Tấn ơi. Đào cái gì đấy ta? Giờ khô gan rồi. Khô gan hả anh Tấn? Khô rồi. Dạ. Đây là người ta đào cái gì đấy mà gạch khẻ như cái gạch nó la la này. Không. Đó. Những cái gạch. Đúng rồi. Kiểu là gạch từ thời xưa luôn á. Cái này mà phải dặn dặn à chứ mà ở được chứ còn mà nhà nào là không cách tôi, nào tôi ở được nhà này lắm. Không cách nào ở được á, như tại anh đi chỗ này chỗ kia kiếm nó cũng quen rồi. Đây nè, hồi đây xưa anh dám ở đây thiệt luôn anh Tấn. Ở đây chắc hẳn là quý vị khán giả theo dõi video á thì quý vị cũng sẽ biết được nó hội tụ hai cái cây rất là lớn. Một cái cây trước thì không biết là cái cây gì, còn phía sau cái căn nhà là một cái cây me cũng rất là lớn. Nhưng mà theo như mà coi như tâm linh nhá, là thường thường là cái bóng cây lớn á là cái chỗ mà như kiểu là cái nhà của những cái vong linh vô gia cư. Đây còn bên đó bên miếu anh cũng gặp hoài. Đi mình đi mình lợi cái mộ đó kìa, dám đi không? Ở đây anh chỗ nào không dám, cho em đi vậy. Thôi rồi còn không? Không đây nằm đâu đây nè. Dưới lúc dưới này nè. Hả? Dưới này nè. Hồi tối rồi anh Tấn ơi. Ừ. Tối rồi tuốt gần kia luôn hả anh Tấn? Ờ mãi dưới lúc dưới hả? Nghe cái ghe bự hả? Cái bự đi xuống chút xíu nữa. Thôi Tấn ơi,
Nếu mà đi ngang cái cây bự đó giờ này thì em chịu. Nè nè nè, tại mấy con cu nhỏ nó nói ở đây nè cả nhà. Đây đây ra đây. Ở đằng đó là biết bị cái gì không? Là đợt là bị cái tai nạn của bà đi bị xe đụng. Xe đụng chết đó luôn á. Ơi. Hết hồn. Đây nè. Đây nè, mấy con cu. Mấy con cu cũng chỉ cái đống cây thằng đó rồi cả nhà. Đợt bị tai nạn đó bạn, rồi đem xác vô đây nè. Xác vô cái miếu hả? Xe đụng rồi đem xác vô đó đó. Tướng hốc gì? Ngay cái đống cây này nè đúng không anh? Ừ. Đây nè cả nhà. Là mấy con cu, mấy đứa em học sinh đó, nó nói là thấy một người phụ nữ ngồi đây. Ôi. Cái gì vậy? Ai mà nắm cái áo thì trời. Ai nắm? Đừng có giỡn coi. Ôi đi quay tâm linh mà cứ nắm cái áo. Cái bữa nay nó làm hàng rào á, trước nó không có hàng rào. Ôi ở đây còn đồ đạc của ai nè. Có khi nào đồ của anh hồi xưa người ta đem ra đây không anh Tấn? Không. Đây nè cả nhà. Nghe cái đống cây này nè. Hả? Đồ mới lắm. Đồ cũng đã dục quá. Đây cái bộ này là mấy cái nói tai nạn đây nè. Là đây. Hả? Tai nạn đây nè bà. Tai nạn đâu? Ở đây nữa. Đây luôn đó hả? Ở đây rồi đưa xác bảo quản đó. Đây là cái cột mốc. Trước là có một cái đống cát nữa. Cái đống cát nữa. Ui. Bây giờ ai hút đống cát cũng tiêu rồi. Nó lâu rồi thì cái như người ta phải hút chứ anh Tấn. Ui, em thấy cái cảm giác làm sao á. Trong người nó làm sao kỳ lắm. Sao rồi? Ừ. Trong người kiểu như dạng là nó mệt thì nó không mệt mà nó không năng động lắm. Kiểu là cái như ru người vậy đúng không? Đúng rồi. Ở đây thì như ấy hoài, gần ra ngoài gần tới chỗ lầu đợt cũng lâu rồi nguyên cái container cháy. Thôi, giờ như thế này. Chắc là mình đi, Em thấy trong người mình mệt rồi đúng không? Đúng rồi, nó nặng người lắm. Thôi giờ tôi mới ấy rồi mình nghĩ coi như mình di chuyển đi đến chỗ khác đi. Đúng rồi. Mình đang còn đi ra ngoài Cam Ranh này chứ mà coi như mình cứ ở cái khu vực này rồi không may rồi coi như là dẫn rồi coi như cứ quẩn qua quẩn quanh đây rồi đến đêm luôn đó. Đúng rồi. Thôi đi. Quá. Khá mệt đó cả nhà. Không hiểu là như thế nào á mà từ nào giờ á em cũng có thường xuyên là đi quay những cái câu chuyện tâm linh mà chưa có chỗ nào mà cảm thấy mệt như là chỗ này luôn. Tại á cháu là cái lúc mà cô mà nhìn em nhìn thấy đầu tiên mà bóng xanh á, quả thật đấy rất là nặng. Có nghĩa là trong người cái trạng thái là nó bủng rủng mà nó kiểu như dạng là nó uể oải, nó chán nản á cái. Đi ra khỏi ngay chỗ đi càng sớm càng tốt. Vâng. Và thưa quý vị khán giả thì do là cái chuyến hành trình á thì đi ngang cái chỗ mà anh Tấn anh kể ngày xưa đó, anh có ở đây và từng chứng kiến những cái câu chuyện như vậy đó, nên là nhóm anh em quyết định là quay vào phía bên trong để là xem cái tình hình như thế nào và cái câu chuyện. Đi đâu phi không? Coi cái câu chuyện nó như thế nào và quý vị khán giả nghĩ như thế. Ôi giống ai đu lên cái cây này là của em nè. Giống ai đu lên cái cây quay phim của em nè. Nó ghê lắm, nó nặng qua một bên nè, thấy không? Có nghĩa là em cảm thấy nó nặng, nó muốn quơ đâu đúng rồi nè triệu đúng không? Đúng rồi. Thôi đi. Nam mô A Di Đà Phật, và thưa quý vị khán giả thân mến thì tụi em xin phép là kết lại tất cả quý vị khán giả ở những cái đoạn video khác trên kênh nha thưa cả nhà. Thân chào và hẹn gặp lại đại gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý ông bà cô bác ha. Giờ bọn em phải đi đây. Xin quá.